chào chào chú xe cũng có đây là tập đoàn là phái đoàn đoàn phái đoàn thầy tâu nhá ngày chầu thánh thể thay mặt giáo phận của giáo xứ Hà Xá thì chúng tôi đến đây đây là bà trùm mà Doan và ông trưởng đây là bà cố Thúy nhá và đây là cô Nhùng ạ mà một cô rất là quan tâm đến tất cả các bữa ăn của các cậu trong nhà xứ đây là trưởng ban ca đoàn nha anh em nhá chào tất cả chào anh em rất hân hạnh được chào trưởng ca đoàn ông thể cho nói không rồi vâng đây thank you.